đúng rồi không ạ? Các bạn em nghĩ là đối với robot tự động chúng ta có tối đa là bao được thi đấu về hiện tại? Quá mắt thì chúng ta robot tự động chúng ta đã không được thi đấu nữa. Dường như là những trà sữa của đội này cái đang không thể dự phòng thêm quả cho nó. Chúng ta hãy cùng xem The Green Chai đầu tiên có gạt được bóng ở vị trí 2 điểm và 5 điểm hay không? Hiện tại, wow! Không được tính đúng không? Không được tính. Giỏ của cả hai đội vẫn chưa được mở ra. Trong khi là các chú cơ hút bằng tay của ta sẵn sàng tháo tác rồi đúng không ạ? Trong vòng wow. Hai đội ta có 3 hai điểm đầu tiên. Wow. Thật đáng tiếc. Như vậy là đội đỏ đối với dân chúng nước mất tội lầm của chúng ta đã hết quyền thi đấu rồi đúng không ạ? Hiện tại thì cả hai đội đều với tỷ số còn nhau là 2 điểm và chúng ta chỉ có thời gian là khoảng 120 giây nữa thôi. Nên các đội hết sức nhanh chóng để chúng ta có những cái bước điểm cao nhất. Chưa rồi đúng không ạ? Vâng, chúng ta bây giờ sẽ tranh chấp giỏ 3 điểm. Và hãy xem đội nào sẽ giành được nhiều điểm nhất với hai con robot đồng tay cực kỳ cơ động. Quá. Xin các bạn có áo chống bốn kỹ thuật nên là đôi đỏ. Tức là sau một hồi trận chung thì lại bóng cuối cùng được rất nhiều bóng đúng không ạ? À. Bây giờ bên kỹ thuật đang phải nhặt nốt ra. Có vẻ như cổ qua của bên đội xanh hơi xa cho mấy khu vực đội bóng của. Các bạn phải thật nghe nha, bởi vì chúng ta hiện nay chỉ còn 55 giây nữa thôi. Và hiện tại thì trên sân khấu là đội xanh đang gặp thời dẫn trước với 7 điểm. Và đội đỏ mới chỉ giành được 2 điểm thôi. Các bạn khán giả cùng cổ vũ cho đội đỏ đi ạ. Cố lên đúng không ạ? Chúc mừng đội đỏ các bạn. Như vậy là vừa một lần cổ vũ thôi là các bạn. Đội đỏ đã có 5 điểm đúng không ạ? Thời gian chỉ còn 30 giây nữa thôi. Các bạn thật nhanh chóng lên ạ. Mình nghĩ là hiện tại thì đội đỏ có thể là chúng ta tiến lên phía trước và chúng ta đánh khó nhỉ. Bởi vì thời gian chỉ còn khoảng 20 giây nữa thôi. Đến được kìa, 6,